Đây là một cuộc thử nghiệm của các giáo sư trên thế giới. Họ đã tiến hành cuộc thử nghiệm với hai mẫu phổi lợn khỏe mạnh, hai lá phổi này được mô tả như cách hít thở của con người. Các mẫu phổi này được bơm không khí vào và hút ra. Một mẫu được thử nghiệm hút 60 điếu thuốc lá, mẫu còn lại thì không. Và đây chính là kết quả so sánh giữa hai lá phổi. Nếu một ngày bạn liên tục gặp những vấn đề về sức khỏe như khó thở, ho có đờm, khó khè, rất có thể bạn đã mắc một căn bệnh nguy hiểm. Và nếu bạn có một trong những yếu tố sau, nguy cơ này càng có thể khẳng định rõ ràng hơn. Bạn là người hút thuốc lá, thuốc lào lâu năm, bạn thường xuyên tiếp xúc với khói bụi nghề nghiệp, thường xuyên đun nấu, sử dụng bếp than. Nhìn vào bên trong cơ thể, ở giai đoạn muộn, vách của các phế quản bị xơ hóa, tạo sẹo, các phế nang bị phá hủy, gây nghẽn đường thở và dẫn đến suy hô hấp, tử vong sớm. Bệnh tiến triển kéo dài trong nhiều năm và cuối cùng gây tử vong. Đó chính là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Ông Nguyễn Văn Hồng, 76 tuổi ở Khâm Thiên, Hà Nội, là một bệnh nhân điển hình của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Hút thuốc lá từ thời thanh niên, đến nay bệnh nhân đã có gần 50 năm hút thuốc lá. Ở nhà coi như cứ không thở được, cứ ngáp ngáp, mệt lắm. Coi như mỗi lần không thở được, coi như là nó toát mồ hôi, khi nào ho ra được cái đờm thì coi như là mới đỡ thở. Bệnh nhân Hồng nhập viện khi đã ở tình trạng rất nặng. Đến nay, bệnh đã chuyển sang suy hô hấp mãn tính. Lúc này, bệnh không thể điều trị khỏi hoàn toàn mà chỉ có thể điều trị duy trì. Cũng với nguyên nhân hút thuốc lá, ông Nguyễn Văn Hoạt, 49 tuổi, ở Bắc Ninh, nhập viện khi có những triệu chứng như ngạt thở, cảm giác như người bị đuối nước. Bệnh nhân không đủ sức khỏe để có thể lao động và sinh hoạt như bình thường. Các bác sĩ cũng kết luận ông Hoạt đã mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tuy nhiên, may mắn hơn bệnh nhân Hồng, tình trạng của ông Hoạt nhẹ hơn và nếu duy trì chế độ điều trị và sinh hoạt hợp lý, bệnh nhân sẽ có thể khỏi bệnh. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một bệnh thuộc hệ thống đường hô hấp. Tỷ lệ tử vong của bệnh này trên thế giới được xếp vào hàng thứ tư. Năm 1990, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là nguyên nhân gây tử vong xếp hàng thứ 6. Đến năm 2020, nó sẽ vươn lên đứng hàng thứ 3. Số người mắc bệnh tăng từ 3 tới 4 lần. Mỗi năm có khoảng 3 triệu người chết do bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tần suất tử vong sẽ tăng trong nhiều thập kỷ tới và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ.